em bé gái 5 tuổi được anh trai phái đến sân bay gặp ba. Đúng lúc nhìn thấy một người chú đang ôm một con chó con, cô bé hỏi anh có thể sờ con chó con một chút được không? Chàng trai thấy cô bé đáng yêu liền trêu cô, chỉ cần gọi là anh trai, anh sẽ để cho cô bé sờ chú chó. Không ngờ rằng cô bé lại hiểu lầm lời của anh. Chú ơi, cháu có thể sờ anh trai một chút không? Nào, sờ đi. Đáng yêu quá. Anh Đình, cuối cùng anh cũng đến rồi. Em nói với anh, đứa bé gái này thật thú vị. Ba ơi, tổng tài thể hiện anh không phải ba đứa bé nên đừng nhận nhầm người. Vốn dĩ cô bé không cho tổng tài một cơ hội mở miệng, nói mẹ và anh trai đang bị người nhà ức hiếp. Tổng tài hỏi mẹ của cô gái tên là gì. Sau khi cô gái nói cho anh biết liền kéo tổng tài đi. Hóa ra 5 năm trước tổng tài bị cô gái độc ác hãm hại, nhưng lại gặp được đại tiểu thư Mộc Gia. Hai người vốn dĩ là đôi tình nhân đã yêu nhau mấy tháng nay. Cứ như vậy hai người phát sinh quan hệ ở trong khách sạn. Ngày hôm sau khi cô gái tỉnh lại phát hiện ra không thấy bạn trai đâu nữa. Thế là cầm điện thoại gọi điện cho anh, kết quả lại phát hiện số điện thoại của đối phương không liên lạc được. Đồ đàn ông đáng chết, đừng nói là chạy trốn đấy nhé. Tối hôm qua còn thề non hẹn biển, lời của đàn ông đều là giả dối. Khi cô gái chưa nhận thức ra được đã xảy ra chuyện gì, cô em gái độc ác dẫn theo bà nội xông vào phòng. Bà nội không nói lời nào cứ thế tát cô một cái. Sau đó chỉ trích cô không biết liêm sỉ làm ra chuyện như này. Thêm vào đó cô em gái độc ác còn tự dựng chuyện hãm hại cô. Cô gái bị bà nội đuổi ra khỏi Mộc Gia, sau đó tức giận rời khỏi căn phòng. Lúc này cô em gái độc ác bắt đầu đắc ý ở trước mặt cô. Mộc Tiểu Thiến, chị bị knock out rồi. Từ nay về sau đại tiểu thư của Mộc Gia chỉ có một mình Mộc Tiểu Đồng tôi thôi. Nhưng chuyện cô quan tâm nhất lúc này chính là muốn điều tra rõ ràng rốt cuộc bạn trai đã xảy ra chuyện gì. Cô tìm đến nhân viên của khách sạn muốn xem CCTV ở đây. Nhân viên nói rằng để lộ thông tin cá nhân của khách hàng là vi phạm quyền riêng tư. Bọn họ cũng không có quyền đi tra CCTV. Cô gái không còn cách nào tìm đến bảo vệ để tra CCTV. Kỳ lạ trong CCTV chỉ nhìn thấy bản thân không có người đàn ông nào xuất hiện cả. Sau đó cô gái lại đến quán trà thường xuyên đến. Kết quả lễ tân nói với cô chưa từng nhìn thấy người này. Đầu óc cô trống rỗng rồi đột nhiên ngất đi. Đợi sau khi cô gái tỉnh lại bác sĩ nói cho cô biết cô mang thai rồi mà cô không biết sao. Mang thai. Quả thật là mạch hỉ. Ba của đứa bé đâu? Không thấy đâu nữa rồi. Bác sĩ sau khi biết được không thấy người đàn ông đâu, dò hỏi đứa bé trong bụng cô phải làm thế nào. Cô gái lựa chọn giữ lại rồi rời khỏi nơi này. 5 năm sau cô gái dẫn theo hai anh em sinh đôi về tìm ba. Cô gái điều tra được người đàn ông năm đó không phải là một người bình thường, mà là người thừa kế của tập đoàn nổi tiếng, cho nên bắt anh phải chịu trách nhiệm với hai đứa trẻ. Ai biết được rằng vừa mới vào cửa đã bị cô em gái độc ác ngăn lại. Quả nhiên người đi theo cô ta giống y hệt nhau, toàn là loại người coi thường khinh miệt người khác, đều tự xưng mình là thiên kim cao quý của các nhà hào môn. Nhưng những lời phát ra từ miệng đều không phải là tiếng người. Cô em gái độc ác với chiều cao 1m8 nhưng trong đầu toàn là bã đậu. Bảo vệ đâu, ở đây có người gây chuyện, đuổi hai người bọn họ ra cho tôi. Nhưng cô không biết rằng người chị đứng trước mặt mình đã không còn là người dễ bắt nạt nữa rồi. Các người dám ức hiếp mẹ cháu đều không phải là người tốt. Đợi ba cháu đến đây sẽ đuổi hết các người đi. Phí lời với người phụ nữ này làm gì. Còn đứa nghiệt chủng này nữa, cứ đuổi ra ngoài cho tôi. Mộc Tiểu Thiến, chị muốn làm gì. Mộc Tiểu Đồng, tôi nhịn cô lâu lắm rồi. Lúc trước tôi không quan tâm cô đặt chuyện như thế nào, tôi sẽ không tính toán. Nhưng bây giờ cô nói con trai tôi sẽ cho cô trả giá. Dì xấu xa, dì chọc đến mẹ cháu, dì thảm rồi, đồ nghiệt chủng. Đau đau đau. Mộc, không đúng, chị à, em sai rồi. Thả em ra trước đã. Sai ở đâu, em sai rồi, em không nên mắng con của chị. Còn nữa, chuyện lúc trước để như vậy sao. Em không nên bịa chuyện chị ở cùng với đàn ông. Không nên bịa chuyện chị có tính trăng hoa. Nói to lên, Mộc Tiểu Đồng, em không nên bịa chuyện Mộc Tiểu Thiến ngủ cùng với đàn ông. Không nên bịa chuyện Mộc Tiểu Thiến có tính trăng hoa. Mộc Tiểu Đồng, em không nên bịa chuyện Mộc Tiểu Thiến ngủ cùng với đàn ông. Không nên bịa chuyện Mộc Tiểu Thiến có tính trăng hoa. Mộc Tiểu Thiến, sao cô ta lại ở đây? Đừng làm loạn nữa, dừng tay lại hết cho tôi. Tiểu thư Mộc, cô làm loạn bữa tiệc sinh nhật của phu nhân cố như vậy, e là không tốt lành gì đâu. Liên quan gì đến cô? Mộc Tiểu Thiến, sao cô ăn nói với tiểu thư Kiều như thế? Cô tưởng rằng cô vẫn là đại tiểu thư cao quý của Mộc gia sao? Đúng vậy, mặc dù cô đã từng là chị em tốt của tiểu thư Kiều, nhưng bây giờ đến chuyện xỏ dép cho tiểu thư Kiều cũng không xứng đâu. Tiểu thư Kiều được phu nhân cố yêu mến, sắp đính hôn với thiếu gia Đình rồi. Cố Quân Đình, câm mồm, tên của thiếu gia Cố là tên cô có thể nhắc đến sao? Cũng không chê bai mình dơ bẩn à? Tôi dơ bẩn thế nào? Vừa rồi lời của Mộc Tiểu Đồng các người chưa nghe thấy sao? Tiểu Ngô, bật lên cho bọn họ nghe. Vâng, đủ rồi. Việc tiếp đãi khách hôm nay do mình chịu trách nhiệm, xảy ra vấn đề gì trước mặt mọi người, e là phu nhân Cố sẽ không để ý đến mình nữa. Tuyệt đối không để Mộc Tiểu Thiến xuất hiện ở bữa tiệc của Cố gia. Tiểu thư Mộc, ở đây là tiệc sinh nhật của phu nhân Cố, không phải là nơi cô dương cao chính nghĩa. Coi như Mộc Tiểu Đồng có làm sai điều gì, đây cũng không phải là nơi để cô đòi lại công bằng. Tiểu thư Kiều, tiểu thư Mộc Tiểu Đồng, tôi nghĩ cô đã là người trưởng thành rồi, nên chịu trách nhiệm hành động của mình đi. Nếu như tiểu thư Mộc không còn chuyện gì nữa thì mời cô về cho.
đương nhiên tôi có chuyện rồi, tôi muốn tìm Cố Quân Đình. Chị tìm Cố thiếu gia, bản thân chị như thế nào chị còn không rõ nữa sao? Đừng nói là tìm thiếu gia đình, ngay đến cái cửa của khách sạn này chị cũng không vào được đâu. Vậy sao? Bắt cô ta lại cho tôi. Đứng lại. Mẹ sắp làm con bay lên rồi. Vị tiểu thư này, cô lễ phép một chút được không? Cô cứng đầu chạy vào đây, chúng tôi cũng khó xử lắm đấy. Mộc Tiểu Thiến, chị đừng ở đây làm mất mặt tôi. Tôi khuyên chị mau chóng đi đi, mọi người đang nhìn chị đấy. Nhìn thấy càng tốt, hôm nay tôi đến chính là tìm Cố Quân Đình nói chuyện ra lẽ. Cố Quân Đình, anh ra đây cho tôi. Được rồi, nếu như tiểu thư Mộc thật sự muốn vào bữa tiệc, cũng không phải là không được. Có điều, cho hỏi cô có mang tiền biếu đến không? Muốn vào bữa tiệc có thư mời cũng không được. Cần có tiền biếu nữa. Tiền biếu gì? Tôi nghĩ cô chắc là lâu quá rồi không tham dự tiệc, quên đi một số quy tắc. Bữa tiệc này của Cố phu nhân có một quy tắc bất thành văn. Tiền biếu tặng 100 vạn thì được ngồi một bàn, tặng 1000 vạn thì được ngồi thêm bàn nữa. Cho hỏi tiểu thư Mộc cô định tặng bao nhiêu tiền biếu? Chị ta làm gì có tiền? Nhà chị ta nghèo đến bột sữa còn không có, chị ta đến đây để kiếm cơm đó. Yến tiệc của Cố gia không phải là con chó con mèo nào cũng vào được. Cô ta còn dẫn theo đứa bé, thật sự nực cười, tìm ba cũng không phải tìm như vậy. Tiểu thư Kiều, cô mềm lòng quá rồi đấy. Cứ gọi bảo vệ đuổi cô ta ra ngoài đi. Nếu như tiểu thư Mộc thật sự không mang theo tiền mặt, tôi nghĩ cô vẫn nên mau chóng rời khỏi đây. Nếu như mà bị đuổi ra ngoài không được hay lắm đâu. Cố gia các người có quy tắc này sao? Vị tiểu thư này, tiệc của Cố gia chúng tôi không phải ai cũng tùy tiện tham gia được. Vậy tốt. Làm phiền truyền lại cho lão phu nhân, tặng cho bà ấy một đứa cháu trai yêu quý ở đây. Đứa bé này y hệt Đình thiếu gia hồi còn nhỏ. Lẽ nào, Mộc Tiểu Thiến, chị có ý gì? Lẽ nào đứa nghiệt chủng này, ba của đứa bé này là thiếu gia Kiêu hay là Đình thiếu gia? Thật sự nực cười, Mộc Tiểu Thiến, chị cũng không nhìn lại bản thân mình đi. Chị xứng đáng để quen hai vị thiếu gia của Cố gia sao? Sao có thể mang thai con của bọn họ chứ? Tiểu thư Mộc, hay là đi làm giám định DNA đi. Cố gia chúng tôi là nhà hào môn số 1, mỗi năm người như cô tìm đến đây cũng không biết là bao nhiêu người. Người đâu? Lấy mẫu. Bổn thiếu gia tự mình làm. Tính cách này giống với Đình thiếu gia quá. Ở đâu ra đứa con nghiệt chủng này vậy? Làm ầm ĩ như vậy sao có thể là con của Cố gia? Tôi thấy cô là muốn gả vào nhà hào môn nên điên rồi. Được rồi, gây chuyện cũng đã gây chuyện rồi, cũng làm DNA rồi, còn không mau cút. Hôm nay tôi không đi đâu hết, tôi ở đây đợi Cố Quân Đình xuất hiện. Máy bay của thiếu gia Đình đến muộn, hôm nay sẽ trực tiếp về nhà luôn. Anh ấy sẽ không đến đây đâu. Cô dẹp cái ý đồ của cô đi, anh ta không dám gặp tôi, cho nên trốn ở bên trong không dám ra đây đúng không? Tiểu thư Mộc, giám định DNA của Cố gia chúng tôi chỉ cần 10 phút sẽ có kết quả nhanh thôi. Tôi khuyên cô đừng tiếp tục gây chuyện nữa. Chuyện này dù sao liên quan đến thân phận của tiểu thiếu gia Cố gia, tôi thấy vẫn nên đợi gặp được phu nhân Cố rồi nói tiếp đi. Tiểu thư Kiều là người hiểu chị tôi nhất. Đứa bé này nhất định là của người khác, chúng ta cứ ở đây đợi. Mọi người cùng nhau xem chị ta mất hết thể diện đi. Chị à, sao chị vẫn chưa đi? Xem ra chị vẫn cố chấp làm chuyện của mình. 5 năm trước chị bị Mộ gia đuổi khỏi nhà, hôm nay lại bị Cố gia đuổi đi. Số của chị khổ thật đấy. Đồ xấu xa, đồ nghiệt chủng, hôm nay tao sẽ đánh mày một trận. Một người lớn như cô không cần chấp nhặt với trẻ con. Đúng vậy, cô dám ở địa bàn của Cố gia tôi động đến cháu. Ba cháu là Cố Quân Đình đấy. Tiểu thư Kiều, đứa bé này khoác lác là con của Đình thiếu gia. Rõ ràng cô mới là vợ sắp cưới của Đình thiếu gia, đây là đang làm mất mặt cô đấy. Tôi nói lại với cô một lần nữa, Tiểu Ngô thằng bé không phải là con của người khác, thằng bé là con của Cố Quân Đình. Nếu như cô còn ăn nói linh tinh, cẩn thận tôi xé nát cái mồm cô đấy. Mộc Tiểu Thiến chị được lắm, hôm nay là đại hỷ của phu nhân Cố, chị chạy đến đây gây chuyện, như này là chị không coi trọng tiểu thư Kiều, hơn nữa là không coi trọng Cố gia, lúc nữa đợi Cố thiếu gia đến đây thì chị cứ chờ chết đi. Tiểu thư Mộc, trước khi có kết quả, tôi coi cô là khách mời, nếu như cô còn tiếp tục gây chuyện như vậy thì đừng trách tôi không khách sáo. Tiểu thư Mộc, tôi với cô từng lại chị em tốt với nhau, nhưng hôm nay tôi với cô có sự khác biệt rất lớn. Nếu như cô còn ăn nói linh tinh ở bữa tiệc Cố gia, tôi với thân phận nữ chủ nhân tương lai của Cố gia sẽ không tha cho cô đâu. Tiểu thư Kiều làm gì mà gấp gáp như vậy, đợi có kết quả DNA, vị trí nữ chủ nhân tương lai của Cố gia sẽ không ngồi được đâu. Câm mồm, loại phụ nữ không biết điều như chị. Chị dựa vào cái gì mà chất vấn tiểu thư Kiều? Tiểu thư Kiều và Cố thiếu gia là trời sinh một cặp, tiểu thư Kiều gả cho Cố gia là sự thật không thể chối cãi. Đúng vậy, loại phụ nữ bị Mộc gia đuổi khỏi nhà, dẫn đến một đứa nhỏ không biết là con của ai, còn muốn nhòm ngó vị trí của tiểu thư Kiều. Tiểu thư Kiều đuổi cô ta ra ngoài, đừng làm ảnh hưởng đến khách quý. Đúng, đuổi ra ngoài. Tiểu thư Mộc, xem ra Cố gia chúng tôi không hoan nghênh cô rồi. Người đâu, đuổi cô ta ra ngoài cho tôi. Bà ơi, chính là cô ấy bắt nạt mẹ.
5 năm rồi, cuối cùng cũng gặp được anh rồi. Anh đính hôn với cô ta? Không. Mấy năm nay anh đi đâu? Anh có thể nói cho em biết năm đó đã xảy ra chuyện gì không? Tiểu thư Mộc, mong cô quản tốt con gái của mình. Tiểu thư Mộc. Mẹ ơi, ba không nhận ra mẹ. Anh không nhớ em sao? Tôi phải quen cô sao? Không thể nào. Thử là biết ngay. Cô. Không bị ốm, không bị ngốc, cũng không mất trí nhớ, anh giả vờ. Tiểu thư Mộc, mong cô chú ý hành vi của mình. Đã sinh con rồi, anh nói những lời này. Tiểu thư Mộc thật sự vui tính đấy. Vốn dĩ cố thiếu gia không quen biết cô không cần giả vờ nữa đâu. Chị thật sự chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà. Cố thiếu gia vừa rồi đã làm giám định DNA của đứa bé đó rồi. Thú vị đấy, hai người yêu nhau bao lâu vậy? Yêu nhau nửa năm. Mỗi tuần hai người chúng tôi đều đi hẹn hò. Cách ăn vạ này của cô không chuyên nghiệp chút nào. 5 năm trước anh Đình luôn ở nước ngoài, chỉ về nước một lần. Trước khi cô nói những lời nói dối cũng nên tính toán nên nói thế nào đi. Nghe thấy chưa, căn bản cố thiếu gia không thể nào có con với cô. Kết quả DNA tôi thấy cô cũng không cần đợi nữa đâu. Mau chóng dẫn hai đứa con của cô biến đi đi. Lẽ nào mình nhận nhầm người? Nhưng mà gương mặt này, nốt ruồi ở trên mặt giống y hệt nhau. Anh thật sự không nhớ em. Tiểu thư Mộc, hôm nay tôi chỉ đến tham dự tiệc của mẹ tôi. Nếu như cô cứ hỏi tôi câu hỏi vô vị như này, vậy xin lỗi cô, tôi không quen biết cô. Không nhận ra tôi, cũng không thể tin được. Kết quả giám định DNA sắp ra rồi. Có kết quả giám định mới tin được. Chị à, chị cứ được nước lấn tới như này không tốt đâu. Chị sớm đã bị đuổi khỏi Mộc gia rồi. Bằng không thể diện của Mộc gia cũng bị chị làm cho xấu hổ. Chị à, kết quả có rồi. Sau hôm nay chị và hai đứa bé kia đều sẽ không còn mặt mũi ở Hải Thành. Các người sẽ trở thành trò cười lớn nhất. Thật sự là buồn cười chết mất. 5 năm trước Mộc Tiểu Thiến là trò cười của thiên hạ, hôm nay lại trở thành trò cười của thành phố. Con vịt xấu xí không biến thành thiên nga được đâu. Muốn trèo lên cao làm những chuyện hão huyền, Đình thiếu gia mở kết quả ra cho cô ấy xem đi. Cố Quân Đình, đừng nói anh sợ đấy nhé. Được, nếu như cô muốn xem. Được rồi, tập phim này đến đây thôi. Bấm theo dõi để đón xem tập tiếp theo vào ngày mai.